qua, 5 vòng đấu liên tiếp diễn ra trên sân Thống Nhất mùa giải V-League 2019 ghi nhận có nhiều thay đổi tích cực, không chỉ dừng lại trong việc cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật dưới sân cỏ, mà ban tổ chức sân còn thiết lập không gian văn minh trên khán đài. Nếu như ở những mùa giải trước, khán giả đến sân, nhất là ở khu vực khán đài A, không khó bắt gặp những hình ảnh kèm tiếng la ó, có ngôn từ phản cảm từ một số cổ động viên quá khích sau những tình huống phạm lỗi của cầu thủ dưới sân hay tiếng còi của trọng tài hơi thiên vị. Thì ở ngay mùa bóng 2019, sự xuất hiện nhiều hơn những tình nguyện viên trên sân Thống Nhất thường xuyên nhắc nhở giữ trật tự, quyết liệt nói không với khói thuốc và những hành vi phản cảm đang dần được đẩy lùi. Đó là một nhiệm vụ và cũng là một cái trách nhiệm để là làm sao để cho khán giả đến sân nó được thoải mái, được hưởng những cái niềm vui trọn vẹn. Thì sân Thống Nhất là cũng thường xuyên họp các anh em để triển khai và phổ biến làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho khán giả. Chủ trương quán triệt, thực hiện chỉn chu từ phía ban tổ chức đạt hiệu quả ngay ở những vòng đấu đầu tiên, góp phần tạo sức thu hút không chỉ với khán giả thành phố Hồ Chí Minh mà cả với những khán giả ngoại tỉnh. Tôi nhìn thấy về sạch, mình nghĩa là không có khói thuốc lá, và đối với sân vận động thì các khán giả coi đây rất là chấp hành cái nội quy của sân vận động. Thí dụ như một số anh em mà ngồi gác chân lên ghế hoặc là gì đó thì được nhân viên bảo vệ đây là nhắc nhở và khuyên nhủ các anh, thì thấy đây rất là tốt trong vấn đề về sân bãi, về khán giả. Cách đó không xa, có khá đông khán giả ngồi cùng với các cháu nhỏ. Nguyễn Tấn Huy, người con Khánh Hòa, di cư vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp hơn 30 năm, yêu thích bóng đá từ nhỏ nên thường đến sân Thống Nhất xem và cổ vũ. Sự thay da đổi thịt trước khi bước vào mùa bóng 2019 đã làm sân Thống Nhất giống như một sân khấu lớn, môi trường văn minh thân thiện, sạch sẽ, an toàn. Với anh, đây là thời điểm lý tưởng để gieo tình yêu thể thao cho con mình. Là một người đam mê với bộ môn bóng đá cũng từ rất lâu. So với ngày xưa thì bây giờ một cái cảnh quan môi trường sạch sẽ lẫn một cái sự an ninh cao, thì việc mà đưa các cháu nhỏ đến với một cái sân vận động vừa xem bóng đá, một giải trí thể thao mà giúp cho các bé thoát ra khỏi máy tính, một cái iPad để cho hòa mình vào trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng với những trận đấu giàu tính cống hiến từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp và được chú trọng nâng cao ý thức cho mọi tầng lớp khán giả, hứa hẹn cho những vòng đấu tới sẽ có nhiều phụ huynh như cha con anh Nguyễn Tấn Huy dành thời gian đến sân Thống Nhất để trải nghiệm, cảm nhận những giá trị tích cực của môn thể thao vua mang lại.